Sáng ngày 10 tháng 11 vừa qua, thì nhiều lãnh đạo các nước đã tới tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đặt chân đến Đà Nẵng vào sáng ngày hôm qua bằng phi cơ riêng. Cuộc họp chính của APEC diễn ra trong 2 ngày, 10 và 11 tháng 11. Vào ngày 10 tháng 11, Tổng thống Nga Putin cũng đã có mặt tại Đà Nẵng để tham dự các phiên đối thoại của APEC 2017. Theo thông tin từ phía Điện Kremlin, họ vẫn đang xem xét quá trình thực hiện cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong hai phiên họp chính này, lãnh đạo và đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC sẽ thảo luận về các vấn đề phát triển bền vững, triển vọng phát triển kinh tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc họp giữa lãnh đạo các nền kinh tế APEC này là một trong những cuộc họp quan trọng nhất của năm APEC 2017. Cuộc họp sẽ mang tới những hướng đi và chính sách cho cả khu vực. Đồng thời tại đây, Bộ trưởng các nước APEC và Hội đồng thành viên Tư vấn Kinh tế APEC sẽ đưa ra những chiến lược phát triển kinh tế phù hợp cho từng nước thành viên